xem và báo cáo tình trạng của dự án sau khi một đường cơ sở của dự án đã được thiết lập lưu, và sự làm việc đã bắt đầu. Sự tập trung chủ yếu của người quản lý dự án chuyển từ bước lập kế hoạch sang thu thập, cập nhật, phân tích các chi tiết của sự thực hiện của dự án ngoài thực tế, đối với hầu hết các dự án. Những chi tiết của sự thực hiện này được tóm gọn trong ba câu hỏi chính sau đây: bao nhiêu thời gian làm việc đã được yêu cầu để hoàn thành một nhiệm vụ? Nhiệm vụ đã bắt đầu và kết thúc đúng thời gian, đâu là chi phí để hoàn thành nhiệm vụ? So sánh các câu trả lời cho những câu hỏi này với đường cơ sở cung cấp cho người quản lý dự án và các bên liên quan khác với một cách tốt nhất để đo lường sự tiến triển của dự án và xác định khi nào thì cần thiết phải có hành động khắc phục. Khi mà kế hoạch tiến độ hiện tại hoặc sự thực hiện thực tế của dự án khác với kế hoạch cơ sở, được lưu bởi đường cơ sở, bạn có sự không ăn khớp variance thường được đo bằng thời gian. Chẳng hạn như các ngày kéo dài, hoặc chi phí, chẳng hạn như số tiền vượt quá ngân sách sau khi việc lập kế hoạch ban đầu của dự án được hoàn tất. Nhiều nhà quản lý dự án đã dành phần lớn thời gian của họ xác định, điều tra và trong rất nhiều trường hợp là trả lời về sự không ăn khớp. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể trả lời về sự không ăn khớp, trước tiên bạn phải xác định nó, và đó là chủ đề của chương này, việc truyền tải thông tin về tình trạng của dự án tới các bên liên quan chính, chẳng hạn như khách hàng và các nhà tài trợ. Được cho là chức năng quan trọng nhất của một người quản lý dự án và đó cũng là một trong những việc có thể chiếm nhiều thời gian nhất của bạn. Mặc dù việc truyền tải thông tin tốt không chắc chắn đảm bảo sự thành công của một dự án, nhưng một dự án với sự truyền tải thông tin nghèo nàn thì gần như được bảo đảm là thất bại. Chìa khóa để truyền tải đúng tình trạng của dự án là phải biết những điều sau đây: ai cần biết tình trạng của dự án và cho mục đích gì, những người đó cần chi tiết ở cấp độ nào hoặc định dạng nào. Thời điểm để trả lời những câu hỏi này được nằm trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu của dự án, sau khi sự làm việc trong dự án được tiến hành. Nhiệm vụ truyền tải thông tin chính của bạn sẽ là báo cáo tình trạng của dự án, nó có thể là các dạng sau: các báo cáo tình trạng, mô tả dự án về mặt chi phí, phạm vi và tiến độ, là ba cạnh của tam giác dự án, sẽ được mô tả trong phụ lục A, các báo cáo về sự tiến triển, chú giải các công việc cụ thể đã hoàn thành của đội ngũ thực hiện dự án. Các dự báo, dự đoán sự thực hiện của dự án trong tương lai. Trong chương này, bạn sẽ xem xét tình trạng dự án về mặt không ăn khớp về tiến độ và chi phí.